Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn quý mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng thọ trì sám văn hiển đạo. Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc, nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát, nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát. Thị văn giáo lý phần ánh sáng từ bi, một hôm gặp lúc mưa dầm muốn cho ngon giấc mà nằm không yên. Trong lòng suy nghĩ liên miên việc chung của thế, việc riêng của mình làm sao hòa một tánh tình. Để cho thế giới thấy bình yên vui, nếu còn kẻ ngược người xuôi, nhân sanh bôn bể còn trôi nổi nhiều. Lo tưởng có bấy nhiêu ruột gan như thể đốt thiêu, hồi nào nhắm nghiền đôi mắt lại nhau. Nhưng ngôi dòng lệ cứ trào mãi ra, trời mưa người cũng lệ xa, đôi tâm hồn phải chăng là dung không? Không sao an được giấc nằm bật đèn, ngồi giữa thơ phòng nửa đêm. Buồn chi trời chẳng chịu êm, mưa càng nắng hột bắt mềm lòng đây. Quả đau đớn tấm gan này, ngồi trơ không cửa như thấy mất hồn. Thầm lòng khấn Đức Thế Tôn, dạy cho con những điều còn chưa thông. Lòng luôn đau đớn với lòng, chưa ngày nào thấy giấc nồng được yên. Không buồn thiếu kém bạc tiền, mà buồn thiếu kém đạo duyên với đời. Từ lâu kêu reo hết hơi, nhưng mà không được mấy người nhất tâm, mà khiến cho gan ruột héo bầm. Lúc nào cũng vẫn đứng nằm không yên, lòng ta vừa ngậm ngùi than, mắt ta vừa cũng lệ tràn thêm ra. Gật gù nghe tiếng xa xa rằng: con ơi hãy nghe qua lời này, rẫy nào mà chẳng có rầy, rầy nhiều ráng bắt để gầy giống duyên. Nhớ chăng trước mấy ngàn niên, Thích Ca vẫn bị kẻ ghen người hờn. Nào đâu phải thiếu đạo duyên, mà do căn khí chư nhân mỏng dày, dày căn mùi đạo mau sai. Mộng căn tiếng kể ngoài tay khó vào, con ơi đức lượng trời cao dưới trần đâu cũng trùm bao một tình.
dù cho ai bội phụ mình từ bi học lấy một tình yêu thương. Tai nghe chiếc nhãn kêu xương nỗi lòng Đức Phật đoạn trường lắm con, ít đi đường khó nổi mòn gốc gai, dù mây ơi con chớ buồn. Gậy thiền con trông qua chuông, con ơi ráng đạp cho xuống nẻo đường, bước về chưa đến Tây Phương. Ý nguyện tam tạng còn vương mối sầu, con ơi đâu chữa ra đâu, bỏ thân muôn kiếp vẫn đầu sanh ra. Con ơi hai chữ giác tha tình, con với Phật vẫn là tình chung. Giờ này con lâm não nùng, cũng là giờ Phật đau lòng đấy con. Trời mưa con đẫm lòng son lệ con, Phật thấy giả còn đau hơn. Ngàn xưa đã râm sâu duyên, khối tình đôi ngã chắc hơn sắc đồng. Con ơi con ở trận hồng, mọi điều đồng tình nơi lòng Phật hay. Lăn lóc đau khổ chạy ngày, không vì tư dục mà khai đảo màu. Đã sâu càng quật thêm sâu, thật là xứng đang đứng hầu Như Lai. Xưa kia cũng thể như nay, giữa con với Phật chưa ngày nào xa. Con nguyện gánh khổ ba gia, khổ con nhiều lúc Phật xa xót lòng. Từ bi bác ái đại đồng khác phương, nhưng dân Phật cùng một tâm. Ngoài hiên trời đổ mưa dầm, trong con rơi lụy Phật nằm sao yên. Con than vì thiếu đạo duyên, Phật than vì chúng quá ghiền trần ai. Đang ngồi nơi chốn phương Tây, thấy con lễ tham Phật cay đắng lòng. Con ơi việc hiếu chưa xong, nghĩa dân chưa vẹn hẳn lòng còn đau. Thuở xưa Đức Phật thế nào, hiện nay con cũng bước vào thế ni. Vui lòng nôi gót từ bi, chúng sanh còn có một kỳ này đây. Con ơi trong nước có mây, trong mây có nước gắn gây duyên lành. Đường Tây vạch giữa chúng sanh, rồng từ cá sấu mà thành ơi con. Đừng buồn đen sẫm màu non, nếu không có đá ngọc còn đâu xanh. Con ơi chuông lớn chỉ mạnh, thương đời mát hả phải đành hy sinh. Chuyến đi việc cận bên mình, dòng duyên kia gặp ráng gìn đừng buông. Con ơi cha tuổi con buồn, nào đâu một buổi mà muốn niên rồi. Bởi đời nay lỡ mai bồi, chiếc đò bị ngán dập dồi lắm phen. Thất vạn vùi mấy không tên, chân tu thử mấy không quen. Ô lòng biển trầm luân chẳng lấp sông, không ai lai chuyển được lòng từ bi. Miễn đời hết được mê si, nắng mưa bùng kinh hoảng vì thân lương.
Con ơi sớm tối lo lường, chẳng vì danh lợi vì đường độ sanh. Không riêng con hiểu lấy mình Phật nơi đâu, cũng rõ tình của con. Gót chân càng lắm hao mòn, đường càng xa rộng ở con chớ này. Con sầu đau giả như lai, muôn xưa cũng tở đêm này ơi con. Phòng đơn với một tim son, trời sầu người tham cảnh còn chi hơn. Con ơi nơi chốn kim sơn, tiếng con vang vọng còn hơn sấm trời. Dụng quyền Phật ngõ đôi lời, an lòng con trẻ giúp đời cho xong. Tự sanh giữ vẹn chữ đồng, trên vai còn gánh tan bồng đừng quên. Ngày giờ mau lẹ như tên, người còn lủi đuổi chưa nên phần nhiều. Con ơi trong lượng sóng triều, con thuyền bắc nhã phải chịu từng cơn. Trong gai cũng chẳng chi hờn, não nề là viết con từng trải qua. Ngàn vàng chỉ một cơn là con ơi, muôn sự chẳng qua nhất thời. Mượn cơ đi chuyện thế thời, mộng trung mà vẫn là người tình mê. Con ơi nhân loại ngày về, muôn hình dáng trạng tướng hề biến sanh. Tuy con lăn lóc mỗi ngành, vẫn lòng như thể trời xanh một màu. Nỗi lòng Phật qua đớn đau, thấy con còn trẻ chuyện lao trong đời. Con ơi trần tạm con ơi, từ non đài ngõ những lời đây con. Thấy con ôm tấm lòng son, phòng không bóng chiếc heo vốn tháng ngày. Con ơi thế tạm là đây, nhìn con lo liệu Phật cay đắng lòng. Một lời thề lúc xa sông, tình con sao trước một lòng sắc đinh. Đức tình con khéo vẹn gìn, thấy con như phụng lộn hình trên mây. Nhìn con mà thảm lòng đây, cho nên Phật vẫn tháng ngày bên con. Con ơi hai chữ mất còn, liệu thân còn phải giúp luôn đến người. Giết người thế kỷ 20, sang cho mấy bực chưa cười được đâu. Con ơi nhìn trẻ càng lâu, khiến lòng của Phật càng âu lấy lòng. Đài mây vạn sự dài, không chỉ lo cuộc thế như bông sáng ngày. Con ơi chớ tưởng kéo dài, sớm tươi chiều héo xưa nay một đường. Từ đây đến chuyện âm dương, con ơi còn lắm sầu thương trong đời. Thấy con quá bước nhiều nơi, khiến lòng Phật tở như hồi sống sau. Đã thông nhân quả thế nào, nhưng thương con vẫn không sao nén lòng. Con ơi đời tám giải xong, giữa con cùng Phật mới hồng an vui. Ngàn vàng gia mấy con ơi, không bằng cứu được một người thế gian. Liệu lường đến nát tim gan,
khác gì đời Phật mấy ngàn năm xưa. Một khi nổi gió xa mưa giọt sầu rơi rớt đến tơ tả lòng. Con ơi mượn đảo tan bồng làm nơi nghỉ canh để hồng bay xa, chỉ đường kẻ lạc xa cha để cùng gặp gỡ ấy là ý mong. Con ơi vàng ở sông trong chúng sanh cần phải ra công bới tìm, thấy đời chưa rõ Phật điềm con đau chính Phật cũng kim châm lòng, sầu tây chưa dứt sầu đông. Đây vừa ngưng lệ kia dòng châu rơi, con ơi lửa chẳng một nơi mà đâu cũng khói lớp trời ơi con. Đến khi biển cạn non mòn từ đây sự thế lắm còn chuyển luân, kẻ nào vội vã vui mừng chỉ là chút lấy vào thân quả sầu. Con ơi cha thảm con rầu không riêng danh lợi vì câu bi tình. Hẹn đời đến cảnh thái bình, nếu chưa yên được lòng mình chưa vui. Lòng buồn không lúc nào nguôi, nhưng ngoài mặt vẫn bãi bui với đời. Con ơi này trẻ con ơi, thấy con đạm bạc xứ người mà đau. Chẳng ham danh vị sang giàu chỉ vì yêu khắp đâu đâu dân tình. Ngày này có Phật ứng thinh chẳng vì quá bước vì tình đã lâu. Con ơi với lẽ nhiệm màu vì con mỗi việc đuôi đầu lộ ra. Lấy đây làm mực gần xa thức dẫn trong cõi ta bà tình tâm. Chén đùa trong giấc mộng nằm đời muốn quá lệ trong tầm mắt thôi. Con ơi còn lắm nguy nghèo, đời như chỉ mảnh mà treo chuông vàng, lo lường sao khỏi lầm than. Hoàn cầu chỉ cách gắng xa gì, muốn ai cũng học từ bi để làm cho khắp người quy đường lành. Nếu còn lâm kẻ ác sanh thì không thể có bình thanh bao giờ. Con ơi ngài rối cuộc cờ, tướng binh xong chết cao trong giờ khắc thôi. Nhìn đời Phật bắt châu ôi, biết sao kêu hết khắp người thế gian. Canh hoa biết nó sắp tàn, hương thơm sắc đẹp có làm chi dinh. Con ơi khuyên chúng sửa mình, chứ tham danh lợi quên tình anh em. Dù cho có lâm luốc lem cũng nên chùi rửa chứ làm thêm nhơ. Dịp mai nếu để thờ ơ, qua rồi kiếm lại bao giờ cho ra. Đường về gặp Phật Thích Ca ngày nay rất dễ hơn là ngày xưa. Ngơ thị thành đến xóm làng thưa, nơi đâu cũng có kẻ cho lời lành. Biết bao Bồ Tát giáng sanh tùy phương, hóa độ dân tình khắp nơi. Thế gian đua việc ăn chơi, Phật tiện lo sự cứu đời không ngưng.
con ơi phải biết gìn thân thường luôn phản tình là chân thánh hiền. Chẳng quên xét hậu suy tiền lỗi lầm đâu khiến lưu truyền dài lâu. Đào luôn chẳng lấp mới sâu một mối hai dập thì đâu nên hồ cây già đành phải cây khô. Chưa già không tươi cũng trơ hiếu cành, con ơi tu phải cho thành. Chớ làm lây có chỉ nhành nhọc công, ngày này gói ghém không xong mốc mai đâu khỏi chất chồng bề nhê. Gặp cơ không cởi gió về, để đi ngược nước chân lễ sao rồi, con ơi Phật cánh có ngồi. Trần gian không chỗ nào ngồi cho yên, bước cùng của cõi phàm duyên không tìm đây hỏi còn nguyên chỗ nào. Mất tao né thẳng thì đau, nhưng không nhờ thế làm sao nên hình mỗi lời trong các kệ kinh. Nói chung chứ chẳng cố tình riêng ai, hiển sâu với nghĩa nhân loại mới không lầm ý của bài kể cơ. Con ơi trong buổi ban sơ khó thông, nhưng ráng có giờ sẽ khai. Phật xưa khi ở trần ai, lạc lầm cũng đã nhiều ngày lắm con, nhưng không để chí hao mòn. Ý nguyện chưa toại vẫn còn tiếng tu, cho nên từ chốn âm u tiến ra đến chỗ một màu sáng trưng. Con ơi chướng ngại bao tình với lòng anh dũng, con đừng chịu thua. Càng nhiều quay gỡ đuổi xua càng làm chí khí con thừa mạnh ra. Con ơi giờ cũng canh ba mắt con, lệ đổ trời xa mưa dầm phòng riêng con khó yên nằm. Tây đại Phật cũng như bầm nát gan, mượn lời không bông kêu gian. Gọi là yên ủi bước đàn của con, dù sao cây gánh nước non cái đại nhân loài vẫn còn trên thân. Con ơi rảo bước xa gần tùy muôn biến hóa chưa từng mất căn. Thì con hiến xác cho trần khiến lòng Phật tở như dần đây con. Từ đây đến rạng đầu non đã rơi lắm cục đường còn nhiều gai. Con ơi dù phải giãn dài nên vui chịu xác ốm gầy vì dân, thương đêm con não nề thân. Nằm yên khó ngủ rảo chân thêm buồn, nhìn đời như hát bãi tuồng. Nơi nào con cũng như suông nghệ người, bên tai con dậy đẩy lời. Nọ kia của thế chưa hồi nào mây, lời con xưa đã hẹn thề lòng con nay vẫn chưa hề bỏ quên. Chẳng ham lừng lấy tuổi tên, chỉ ham lợi chúng là tình của con. Canh chay mài có lòng son, ánh màu thêm hiện ngọc còn chỉ so. Con ơi biển rộng còn đó, lòng thương sanh chung khó dò lắm con. Tuy là thân xác gây mòn những tâm hồn ấy,
núi non đâu bề, thấy con muốn giết chịu lì khiến cho lòng đấng tự bi cảm lòng. Nào đâu một lúc gái chồng mà luôn đã sự cay nồng, hỡi con chắc chua nay vẫn cũng còn đường xa, ơi trẻ chớ mòn mỏi tâm. Phật đài lấy lẽ thầm thầm khuyên đời chớ vội mà lầm, ơi con cứu dân bổn nguyện chưa tròn, muộn thân cũng bỏ một thân quản gì. Thế là mới thật từ bi và không trái mối đạo nghị Phật xưa. Con ơi khó sánh sao vừa tấm lòng của kẻ mến ưa tu hành. Những người nuôi chí cao thanh chỉ lo giúp chúng lợi danh, không màng ngược đường của kẻ thế gian, cho nên khổ não vướng mang là thường. Phận con nôi gót Phật đường lúc nào cũng nhớ treo gương cho đời. Con ơi này trẻ con ơi, khi con bi lụy Phật trời sống sang, canh chạy mỗi kẻ ngủ an. Riêng con thao thức Phật càng động tâm, lòng con thường có nói thầm. Đời chưa giác ngộ giấc nằm chưa yên, con đừng buồn thiếu đạo duyên. Đạo duyên đã có muôn niên đến giờ, dừng trăng tuy lắm mây mờ, nhưng nào đâu phải hết cơ. Giúp đời bền lòng tiến tới con ơi, nức thang dĩ quả tốt dời ráng leo, cung thần ngăn soi trừ beo. Con ơi tìm cách gỡ eo cho trần, một thân nào phải một thân. Trên đường dắt chúng nên cân lấy mình tự, vì tất cả chúng sinh, sinh vì tất cả sanh linh khổ nạn. Con ơi cô phá rộng đàn cho dân Nam Bắc bớt càng trong gai, riêng thân hiu quạnh đầu này dân tình đấy đó lạc loài mới đau. Biết bao nhiêu cảnh máu đào, nhưng còn có một ngày nào thảm hơn, nếu ai cũng lấy lòng nhân lửa bình đâu cháy rổ rần khắp nơi. Con ơi cho đến nạn trời cũng do lòng ác của người sanh ra, muốn cho mùa thuận gió hòa. Lòng dân khắp chỗ phải là hiền lương, xưa nay hiền thánh mười phương cũng vì muôn thế mà trương đảo màu. Con ơi viết chữa vào đâu giữa đường bỏ xác, biết bao nhiêu người nguyện đem thân hiến cho đời, khổ hay là chết vẫn vui không buồn. Miễn sao bổn nguyện tròn vuông, dù hy sinh đến dư muôn cũng đành. Con ơi ném xác rừng xanh làm mồi cho thu, để dành duyên sau biển sâu chớ lượng bằng ngao. Lấy phàm tâm khó hiểu vào thanh tâm, khổ dân còn kéo dài năm. Đường duyên còn phải mở tầm thước ra, thấy con gì đảo xa nhà.
vì dân xa mẹ xót xa Phật đường buồn khi gió ngược buồm trương đau khi gánh nặng mà đường nhiều gai nặng nề với khách trần ai chưa đi đến chung gót hài chưa ngưng tâm hồn quá mến muôn dân cho nên chẳng kể mỏi chân là gì con ơi sen ở Liên Trì tên con rạng rỡ như khi trăng rằm muốn cho chúng khỏi mê lầm con từng phương tiện lóc lăng khắp cùng nhìn con lòng Phật như nung muốn con sớm toại nguyện cùng về đây ngày nào bên cạnh Như Lai vắng con là cõi trần ai còn sầu tình riêng chẳng nói chi đâu việc chúng nên mới âu sầu ơi con ơi non biển cạn mòn từ bi chi ấy vẫn còn như xưa trận hoàng dưới lớp nắng mưa sắc màu không đổi từ xưa ít người dạy cho dân rõ đạo đời luôn treo gương thiện cho người năm châu khổ thân dù có bao lâu cũng vui chịu hết không câu trách hờn hiểu thông định luật tuần hoàn không phiền trời đất chẳng hờn thế gian con ơi đem cả tim gan hiến cho những loại đã toan lâu rồi giờ đây sắp đến còi đổi đời lòng hy sinh phải hơn thời xưa qua biến thiên diệt ấy không xa nhưng buồn cõi thế ít nhà lo tu bị đời quỷ quyết làm ngu sống trong thị dục như mù đi đêm bể sâu thuyền chất cầm thêm kinh nguy bá bội ổn yên nhất phần con ơi khuyên chúng tác lần chứ tham chở lâm bỏ thân giữa vời khẩm thuyền lại gặp xấu trời mang căn gia kém hơn nơi bọt bèo viết tu dân chúng quá nghèo cho nên khó tránh nạn yêu của trời từ đây đến đổi mới đời chúng sanh như cá nằm phơi ngoài đồng riêng con nước mắt nhỏ ròng mười phương các Phật cũng không yên ngồi phép thần mượn tiếng trên khơi khiến con bất thảm để lời khuyên dân con ơi mau bước ra sân nhìn lên trời sẽ thấy dừng mây che lờ mờ như khuất màn the bóng người trong mây chính là anh con khối tình thương trẻ vườn non muôn năm qua chẳng hao mòn tóc tơ vì con giải đủ quyền cơ muốn con giúp được người nhờ khắp nơi giúp đời giết cả con ơi giúp con cũng chẳng phải chơi đâu là dừng mấy lần đứng là đà bóng người ân hiển nói ra sau cùng tai nghe như tiếng hồng chung những lời tử nãy bỗng dưng đổi lời từ đâu trên nửa lưng trời tiếng vang như sấm còn lời như châu lời rằng nam bắc nhất câu đông tây nhĩ nghĩa địa cầu rung rinh
Phật linh ma nó cũng linh đao đua nhau dùng phép sát sinh nhân loài. Chánh đường chỉ một không hai, đạo màu nắm chặt khỏi ngày thê lương. Ví dụ ít kẻ bán đường, con thuyền tỉnh đổ chớ buông mấy chèo. Thời xưa cứ dẫn đi theo, một ngày kia sẽ có nhiều người nghe. Non thần dù lâm tiếng ve, chuyện người dưới thế vẫn nghe đủ lời. Cổ kim tình chẳng xe lơi, nhân cơ Phật ứng đem lời phụ theo. Vàng trừng mây cũng ráng đeo, chỉ leo qua một vài đèo nữa thôi. Tiếng này vừa dứt xong rồi, Phật liền giải tiếp những lời vừa qua. Con ơi, người ấy lâu xa, cùng con đã có trải qua bao đời. Nỗi niềm cốt nhục không rời, đến lòng cứu thế cũng thời như xưa. Thương con non biển không vừa, lúc nào cũng vẫn lòng hờ bên con. Phần con ráng giữ cho tròn, chớ anh con vẫn không mòn nghĩa nhân. Nước nhà đã đáp tròn ân, đạo đời cũng xử vén phần từ lâu. Nay vì nghiệp chúng hoàn cầu, cùng con kiếp chót đồng chầu Như Lai. Dịp này có một không hai, ráng bồi công đức chờ ngày quy nguyên. Hung sùng mê muội muôn thiên, tĩnh tâm làm việc lương hiền mấy ai. Trải duyên mây cũng chớ nài, giống lành cô rải chờ ngày nở hoa. Nếu con chẳng giả nại hà, kiếp chạy sẽ giúp người ta được nhiều. Một lời con trẻ réo kêu, muôn xe châu ngọc đem treo không vừa. Khó làm khắp hết người ưa, chớ buồn kẻ chẳng mũi dưa như mình. Tuy nhiên là giống hữu tình, có ngày họ sẽ sửa mình ơi con. Nhớ câu nước chảy đá mòn, giấc mê mấy gọi mãi còn tỉnh ra. Con ơi chớ bỏ người ta, kiếp này là chót ráng mà thi công. Với đời mỗi vật đều không, với người phải nhớ đầy lòng yêu thương. Làm cho ai cũng hiền lương, biết lo giúp đỡ biết nhường nhịn nhau. Con ơi dù khác sắc màu, cũng là sanh chúng hãy giàu lòng thương. Từ bi rộng lớn không lường, muốn con cũng được chung giường từ bi. Lao đao mấy chẳng quản gì, miễn là chữa được vết tỳ nhân gian. Ngày về nơi chốn lạc ban, rất mong con dắt được ngàn muôn dân. Con ơi nơi bến mê tân, con là một của muôn dân duyên đời. Lần này cho đến mòn hơi, lúc nào cũng nhớ hiến đời cho dân. Đăng cai để phúc cho trần, là điều hiếm có chớ phân vắng dài. Ngày nay như đã bao ngày, con từng vì chúng chịu cái khổ đời. Con ơi này trẻ con ơi,
nhớ theo đúng lý của người mẹ con, quản chi thân xác hao mòn miễn làm cho khắp muôn dân hưởng nhờ. Từ xưa đâu phải mới giờ, đã thầy đổ thế chưa cơ nào ngần. Nhiều lần gấp cuộc dưng dưng lòng con, như một chưa từng đổi thay. Ở xưa sau nay vậy chớ phai, chưa đi đến chốn đừng quay lối đường. Con đau sầu Phật hiểu tường, lúc nào Phật cũng bên giường của con. Lời lành nung đúc tim son, trẻ chưa nên phận Phật còn lắng lo. Mùi thiền vẫn được thơm tho, mặc dù trong cảnh ngao cò bấy lâu. Càng bao cay đắng âu sầu, càng cho đời hiểu lý màu Phật gia. Con ơi, trong cõi người ta, mẹo mưu thế mây vẫn là chúng sanh. Nếu không tâm hướng nẻo lành, thì còn mãi cuộc tranh giành món ăn. Thử xem nơi đám ruồi lăn, rồi nhìn lại kẻ học hằng hiện nay. Khác nhau chỉ có hình hài, chứ trong ý dục một bài như nhau. Hai người để cướp sang giàu, khiến người đau khổ không nao núng lòng. Nhìn vào nơi cõi trận hồng, thất người thì ít mũi mong nhiều hơn. Thế nên khắp hết chư nhân nạn tay, chịu lẫn chưa ngừng phút nào. Con ơi, đang lúc ba đào khắp trên mặt biển, chỗ nào ổn yên? Thuyền chìm hoặc lẽ thuyền nghiêng, khác nhau chỗ đó còn phiền như nhau. Tâm trần càng lắm tự cao, càng đưa nhau đến máu đau nhiều hơn. Tranh tài chứ chẳng tranh nhân, chấp nê từ biết tranh hơn từ lời. Thế nên lòng đất lỡ trời, bất ngờ giây phút loài người tan hoang. Chớ chi mà khắp thế gian, trọng nhân hơn trọng bát vàng thì yên. Nói ra thêm thảm thêm phiền, người đời đa số trọng tiền là hơn. Coi thường những việc nghĩa nhân, giết người lấy của không ngần ngại chi. Mặc dù người có lương tri sánh cùng ác thu, có gì hơn đâu. Cho nên trong cuộc bể dâu, ác lai ác báo chạy đâu khỏi trời. Muốn sao ai cũng tỉnh đời, đua nhau hành thiện khỏi hồi biến thiên. Con ơi, xưa đã trót nguyện, ráng tìm cứu kẻ hữu duyên Phật đài. Chớ ngờ thế cuộc kéo dài, mái chèo bắt nhã ngơ ngoài bể sâu. Ngày qua mau chớ chẳng lâu, nếu không liệu trước sau âu muộn màng. Rung chuông tịnh mộng trần gian, đài sen thấy được mới toàn mãn căn. Bớt đi những thói hung hăng, sớm chiều ráng tập lòng hành thiện lương. Thấy người bệnh tật biết thương, gặp ai đói khó biết nhường miếng ăn. Không cần mặc áo nhà tăng, đầy lòng nhân ai cũng thắng Phật đài. Chớ nên trao trĩa bể ngoài,
cần nên dọn dẹp dồi mày bên trong. Nói làm phải được dung thông, chớ nên nói có làm không bất thành. Nếu cho cuộc tạm mỏng manh, đau màu cần phải phúng hành ngày đêm. Biển trần sông gió chưa êm, khổ đời càng lúc càng thêm chưa ngừng. Hai hại nhau tiếng Phật bảo đừng, nhưng người đời chẳng chịu ngần gươm đau. Con người cùng một thay bào, phải nên thương mến nở nào ghét dơ. Ngoài hiên luôn có kẻ chờ, trong nhà lộn xộn vào vơ vét đồ. Hiển nhiên đâu phải mơ hồ, hãy mau bỏ lối ngao cò ấy đi. Nhà tu thì phải làm lành, trọng điều phước đức hơn danh lợi. Trần tu cho minh mẫn tinh thần, tu sang hơn kẻ tục muôn phần là tu. Tu còn tâm trí mờ lũ, tại người chưa được tốt tu dâm trần. Phải cho đoan chánh nhân thân, trong lòng bình tĩnh xét cân mọi điều. Những gì còn có bao nhiêu, tự mình biết rõ chẳng điều nào sai. Lấy tâm thống trị bên ngoài, đừng cho ngoại vật đỏ đài trong tâm. Giọng tình như đá nam châm, cảnh trần như sắc đến gần hút ngay. Cảnh xem tình chẳng đồng lai, là điều rất khó xưa nay. Ít người việc chi dù khó mấy mươi, lòng người nhất quyết rốt rồi cũng nên. Người tu cần có chí bền, gặp bao thử thách cũng nên kiên trì. Ngày nay được biết quy y, là do tiền kiếp đã đi đường lành. Tu thêm nhất định sẽ thành, cũng như giàu có nhờ danh nhiều năm. Đạo thành rõ mối quyền thâm, như mù được sáng hết lầm đường đi. Sự vui còn có chi bì, chúng sanh còn ngại nổi gì thờ ơ. Ngồi không nói việc thiên cơ, đâu bằng đổ thế được nhờ áo cơm. Dù cho bận việc sớm hôm, trong lòng cũng chớ quên dân nghèo nàn. Tu cho lợi ích thế gian, xin đừng tu bỏ xóm làng bơ vơ. Giúp người cho lửa thân sơ, làm ơn chớ có bao giờ kể ơn. Ở cho đang mắt hiền nhân, kẻ xa cũng mến người gần cũng ưa. Những lời chửi rủa nên chừa, nói năng thêm bất trí trua cũng đừng. Một mình trong bốn vách dừng dừng, coi như trước triều thần nghiêm trang. Không nên nói bướng làm càng, đồng thời cũng vững đàng hoàng dung nghi. Trong tâm còn tưởng quý chi, trừ xong chớ để thực thi ra ngoài. Mỗi khi tâm vọng trừ ngay, tất nhiên hành động hai tay không còn. Nhớ câu nước chảy đá mòn, thường ngày biết sửa lối còn vào đâu. Thường người hăng ngay buổi đầu sau, rồi lỡ lãng khác nào lửa rơm.
trong nhà muôn có hoa thơm, không trồng chẳng tưới hoa đơm bao giờ. Lập trang chỉ có để thờ, chẳng lo cung bái bao giờ trang linh. Tu hành mà thiếu đức tin, để cho ma quỷ dỗ dành đường công. Tu theo chiều gió phần đông, dình tâm cứng tở sắc đồng ít ai. Tại sao tu quỷ tu hoài mà không thành Phật tại hay tu càng? Tu không nhất định con đàn, đàn nào cũng muốn bước sang uổng đời. Nhiều người nào khác con dơi, ba hồi làm chuột ba hồi làm chim. Mơ thương đời chẳng nỡ ngồi im, con ơi cùng Phật lo tìm cứu dân. Mặc cho nắng sợ mưa, tầng từ bi dẫn đặt gót chân khắp cùng. Ngày nào còn kẻ lao lung, người tu chưa được toại lòng ơi. Con biển non có lúc cạn mòn, tình yêu nhân loại vẫn còn luôn. Khi thuyền từ suối ngược cứ đi, vớt cho hết khách lâm nguy. Giữa dòng từ bi tình ấy mênh mông, mãi lo đắp lãnh quạt nồng cho dân. Tu không giúp đỡ thôn lân, chữ tu ấy có ai cần làm chi? Khá khuyên nhủ các tăng ni, chớ nên im thế hãy đi độ người. Đang cơn ách nước tay trời, ngồi yên tụng niệm sao rồi chữ tu. Ví dầu mất buổi công phu, giúp đời được lợi chữ tu cũng còn. Riêng mình mặt đẹp ăn ngon, còn người đôi rách lầm son đâu đành. Thấy ai khổ biết đồng tình, không cần chuỗi hột cũng thành Phật tiên. Khởi tâm lành khó vô biên, người nào có được thần tiên chẳng phàm. Ráng làm những việc khó làm, quỷ thần nể mặt thế phàm kiên quay. Hứa thì làm chớ để sai, nguyện tu thì phải thường ngày lo tu. Nếu tâm còn thấy mờ lu, phải cần tinh niệm công phu thêm dài. Khi lòng nghĩ quấy trừ ngay, quấy không còn giống quệ khai ra liền. Hết tâm tưởng quấy là tiên, còn tâm tưởng quý là miền trần gian. Ngàn năm rừng bụi bỏ hoang, chỉ trong chốc lát phá tan dễ gì. Nếu không chịu khó kiên trì, loạn tâm kia có dễ gì bình sông. Giặc nào bằng thứ giặc lòng, lúc nào cũng đánh chứ không lúc ngừng. Phải lo dè dặt cánh chừng, hớ hình một tỷ địch quân. Nó vào thói quen không thể trừ mau, đừng cho tật xấu nó vào ở lâu. Trong tâm có Phật ráng cầu, Phật tâm thấy được đạo màu chứng khai. Chớ tu ỷ lại Phật ngoài, mà cần phải kiếm Như Lai trong lòng. Nếu không tìm thấy Phật trong, Phật ngoài cũng lại khó mong lại gần. Hãy nên tự chủ tinh thần, đừng cho vật chất xa gần khiến sai. Chỉ quy được cả trong ngoài, hoàn toàn an lạc đủ đầy tự do. Cái bầu vũ trụ thật to,
Nhưng tâm người lấy đỏ so kém gì, tâm không có sắc màu chi. Chấp nơi màu sắc dễ gì thấy tâm, trong khi đi đứng ngồi nằm tự mình phản chiếu coi tâm thế nào. Bổn tâm dung chẳng ra vào, đã không trên dưới sắc màu cũng không. Thấy tâm phải biết bằng lòng, bỏ lòng thì chớ có hồng thấy tâm. Con ơi muốn rõ quyền thâm, mỗi mình ấy ráng kiếm tầm cho ra, tự làm chứ cậy người ta. Vì rằng thành Phật thành ma tại mình, khó khăn lục dục thất tình cố ngăn, sẽ được cố gìn thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên hơn nhau, ở một chữ bền mà thôi. Nay chưa xong được thì mới, mới chưa thì mốt cũng rồi chẳng không, thức ca cũng phải dày công. Chớ đâu đạt được lục thông tức thời, thiện nam tính nữ khắp nơi, cũng nên lấy đó để soi không lầm. Tu hành có được nhất tâm thành công, chắc chắn như cầm trong tay. Tu lâu không kiến Phật đài, bởi tu cửa miệng chẳng hay tu lòng. Cho ra chỉ có một đồng, muốn giàu cả vạn tiền công tiền lời, mới vừa lái Phật ban mới. Kế chiều đó muốn được ngồi tòa sen, ở trần dôi trá đã quen. Khi vào cửa Phật cũng bèn dối luôn, thấy đời tu dối thêm buồn, gạt người còn muốn gạt luôn Phật trời. Người tu người khỏi khổ đời, lợi chỉ cho Phật mà người kể công. Tu thì phải nhớ thành lòng, dối tu thêm tội đừng hòng giảng sanh. Ở ngoài đời đủ lối cạnh tranh, trong chùa chỉ một đường lành mà thôi. Chưa tu xảo quyết đành rồi, khi tu thì phải ra người hiền lương. Cá không ăn muối cá ương, người không nghe Phật người dương khổ nàng. Nhà tu chớ có ham sang, nên ham làm phước làm gian cho đời. Sang không dứt nghiệp luân hồi, phước làm được hết kiếp người trầm luân. Chúng sanh chớ có ngại ngần, thật tu sẽ chẳng mất phần tương lai. Sống trong thời buổi hiện nay, biết tu hành biết lạc trái ít người. Cho nên kẻ biết tỉnh hồi, thật là của quý vàng mười khó so. Con ơi cùng Phật toan lo, người nào chưa biết nhắc cho họ tường. Chớ đời đủ thứ ghen tương, đâu bằng cửa đạo yêu thương một tình. Đời mưu lo sống riêng mình, đạo luôn xây dựng hòa bình sống chung. Đời lo xác thịt thung dung, đạo ngoài xác thịt còn trong tinh thần. Đời lo thân chẳng yên thân, đạo vui thể chất tinh thần cũng vui. Đời sau khi chết là rồi, đạo sau khi chết còn ngồi tòa sen. Đời nằm trong bức màn đen, đạo ra khỏi giếng nhìn xem bầu trời. Đời hay dương mắt
không rời đạo luôn siêu thoát mọi nơi buộc ràng. Đời thường ăn ở tham gian, đạo bao giờ cũng giữ đàn thẳng ngay. Đời lo cửa đóng then gài, đạo thì mở rộng cửa ngoài cửa trong. Đời hay đôi sự hẹp lòng, đạo thường lấy giả khoan hồng thứ tha. Đời hay gây ít khi hòa, đạo thường hòa chẳng muốn nhà nào gây. Đời hay phân biệt đó đây, đạo xem nhau thể chân tay ruột rà. Đời vì mình hại người ta, đạo vì người dám bỏ qua thân mình. Đời hay hỗn loạn gia đình, đạo luôn ngăn nắp phân minh trong nhà. Đời thường con ngỗ nghịch cha, đạo thì phụ tử hiền hòa luôn khi. Đời hay ăn nói vô nghì, đạo bao giờ cũng nhu mì ngữ ngôn. Đời thường tự đắc tự tôn, đạo luôn khiêm nhượng dù khôn hơn người. Đời nghe ai lỗi thì cười, đạo xem kẻ quy kiếm lời nhủ khuyên. Đời thường khinh nghĩa trọng tiền, đạo thì trọng nghĩa xem hèn tiền nông. Đời xem kẻ nạn ngồi trong, đạo trong ai khổ ra công giúp liền. Đời nghe thấy lợi như điên, đạo nghe thấy lợi nhớ liền nghĩa nhân. Đời thường đức hạnh không cần, đạo cho đức hạnh là phần lớn lao. Đời tôn áo rộng mũ cao, đạo tôn ít lợi đồng bào lên trên. Đời thường ân nghĩa hay quên, đạo ân đã thọ lo đền cho xong. Đời làm một chút kể công, đạo thành thật giúp chẳng mong ân đền. Đời hay khinh dưới gánh trên, đạo thì trên kinh dưới nên đỡ đần. Đời thường chỉ biết lo thân, đạo lo cho khắp xa gần ẩm no. Đời hay lấy chớ ít cho, đạo cho ít lấy gì lo phước điền. Đời thường chia rẽ láng giềng, đạo luôn hòa hợp kết liên xóm làng. Đời gây lâm sự tóc tan, đạo làm non nước vinh quang thái bình. Đời hay thích việc sát sinh, đạo không muốn sự chống kình giết nhau. Đời làm nhân loại khổ đau, đạo mưu sanh chung chỗ nào cũng vui. Đời như chỉ quấn rối nùi, đạo như bàn thạch được dồi thêm trân. Đời như cột mọt đem sơn, đạo như lầu ngọc có non xây thành. Đời như bọt nước đầu gành, đạo như biển rộng trời xanh bao trùm. Đời làm cha phải xa con, đạo làm vợ biển chồng non được gần. Đời xem thường việc hiếu thân, đạo bao giờ cũng trọng ân sanh thành. Kể sao hết việc tốt lành của người, đạo đức phải hành động ra. Những lời dạy của Thích Ca làm theo chẳng để sai qua điều nào. Nói ăn mà chẳng ăn vào, nói cho đến chết bụng nào có no. Tu vào việc thiện không lo, tu cho đến đốt ra cho chẳng thành. Chữ tu liền với chữ hành, tu không hành đúng thì đành ra ma.
không thành bởi tại người ta, chứ không tại Phật Thích Ca dạy lầm. Con ơi, bảo chúng sanh tầm bao nhiêu đạo pháp vẫn nằm trong dân. Hồi đầu thấy đạo bên chân còn mê, tuy đạo ở gần mà xa, kỳ này nếu chẳng tỉnh ra muốn thu khó gặp để mà hồi tâm. Giữa đêm trong lúc yên nằm khó kêu mở mắt khó làm vậy ngay, người nào dù ngủ mấy say nghe nhà cháy cũng thức ngay ra liền. Dù mê lắm cuộc trần duyên khi nghe tận thế cũng nên tỉnh hồn, bao nhiêu ác nghiệp đổ dồn sắp gần đến lúc trả chung tai nàng. Điền viên sự sản tan quan chúng sanh đâu cũng khóc than lu bù, xác thôi như lá mùa thu có nhiều thứ chết biết đâu mà lường. Người cùng nhau ghét hơn thương đồng tây nam bắc đầy đường máu rơi, sau đây đổi đất thay trời kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không nói khó mong tồn tại để coi lập đời. Người đi qua sức của người, nếu không quay lực Phật trời khó ngăn. Mắt phàm không thấy quyền năng, quyền năng đã có vô ngần từ xưa. Gặp khi hàng mấy trong mưa, bây giờ còn mạnh người chưa dãy trời. Tay bay quả gửi giữa vời, từ đâu đưa tới người đời chưa hay. Hễ chim thì tự nhiên bay, cá thời biết lỗi có sai bao giờ. Chúng sanh chớ có thờ ơ, hãy tìm đường chánh để nhờ thân sau. Đợi khi mưa đổ ào ào mới lo mua lá bào nhào tấm thân. Làm hiền hiền đến bên chân, làm hung hung dính sau lưng không rời. Thích ai người đó đến chơi hùng, mà muốn được hiền mời khó thay. Nhân nào quả nấy không sai, đừng gây nghiệp dữ phải gây nghiệp lành. Xưa nay giải việc tu hành, muốn người tránh nghiệp bất lành về sau. Cũng vì nghiệp ác gây vào, chúng sanh cứ mãi chuyện lao trong trần. Nay không chấm dứt ác nhân, sẽ lưu ác báo cho thân mai này khổ thân. Chẳng phải phúc giây mà là khổ ấy kéo dài vô biên. Sống trong cảnh khổ triền miên, thức thần do đó đảo điên lu mờ. Chúng sanh lâm khiếp không ngờ, trước kia thu vật bây giờ người ta. Khi người khi thú khi ma đều do nghiệp tạo sanh ra sáu đàn. Làm người còn trí minh quang, xa vào thú vật hoàn toàn tối tâm. Khó nghe được pháp quyền thâm, khó gần chư Phật khó sanh làm người. Đó đài biết thở nào thôi, thân này vừa tắt kế mồi thân sao. Vô cùng thảm khóc đớn đau, mỗi đời mỗi khổ đời nào được vui. Đốt người kế bị người thui, sớm đi đông quách chiều chuối vô hồn. Mà nếu đem mắt quế mà dòm, mỗi sanh chung có mỗi non xác
trần, mỗi lần sanh mỗi bỏ thân. Có ai được hưởng trường sanh bao giờ, chúng sanh vì quá mê mờ, bao nhiêu kiếp trước hiện giờ đều quên. Ngày nay có Phật gợi lên cũng cần nhớ lại để bền tâm tu. Lần này phá được trí ngu sẽ tìm thấy lỗ về chầu Như Lai. Thật tu sẽ được thành ngay, nếu không thành Phật chịu đài thế cho. Muốn qua sông được gặp đò lo gì chẳng được tới bờ bên kia. Mau lên thuyền nó sắp lìa trễ quá, biết thở nào về tới nơi. Ráng khuyên người gấp con ơi, đời này tu được hơn đời ngàn xưa. Sự tu rất ít người ưa, mà ưa tu được ngày xưa đâu bằng. Gặp muôn ngàn sự khó khăn mà không thôi, chỉ quỷ thần cũng kinh. Đời càng tiến bộ văn minh, người tu càng dễ rung rinh. Tấm lòng chắc gìn được cái tâm không khó hơn đem cột mà trồng biển sâu. Khó tu mà vẫn tu cầu con ơi, người đó nào đâu phải thường. Dù cho các Phật mười phương cũng đem lòng kinh huống phường trần gian. Đến khi đất hóa ra vàng, chúng sanh mới biết đạo tràng là cao. Con ơi lăn lóc giường bao thà, cam bỏ sắc chớ não nũng lòng. Cứ đem bắt ai đại đồng, gieo sâu đến tận đáy lòng chúng sinh. Chủ trương nhân loại hòa bình, phá tan thế lực chống kình đông tây. Mạng người ai cũng như ai, phải nên tôn trọng chớ bài rẻ khinh. Hại người để lợi cho mình, trái bề nhân đạo trái tình từ bi. Của người mình đến cướp đi, của mình kẻ có kiên gì ở đâu. Đua nhau giành giật xé sâu, gọi khôn chứ thật là ngu tốt đời. Thẳng ngay ăn ngủ yên nơi, giải tà đi đứng nằm ngồi đều lo. Hòa nhau của chất đầy kho, gây nhau chén bát nồi ở tan tành. Thuận nhau ăn đủ mắt lành, nghịch nhau bụng đói thân trần nghêu ngao. Ở đời bất luận người nào, loài người ai cũng như nhau nên hòa. Trắng đen thì cũng người ta, chứ nên lấy đó làm đà thấp cao. Khác nhau khác tiên khác màu, cũng đồng giá trị như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, không nên phân biệt là người trắng đen. Biệt phân hành động giữ hiền, con người ai cũng đồng quyền như ai. Không nên lợi dụng quyền oai, nhẫn tâm đàn áp khiến sai người nào. Chỉ cần giúp đỡ lẫn nhau, cho người nào cũng dồi dào áo cơm. Việc làm này rất nên thơm, ước mong ai cũng sẵn lòng làm theo. Bao nhiêu tan tóc khó nghèo, chẳng còn duyên cơ bám đeo con người. Mới nghe qua chứ vội cười, thử làm sẽ thấy tốt tươi ngần nào. Biết tôn quyền lợi lẫn nhau,
thì không đến nỗi máu đầu tuôn rơi. Đừng xem của lớn hơn người, chẳng bao giờ có tới bời nước non. Nghĩa còn tiền bạc sẽ còn nghĩa, tiêu tiền bạc cũng mòn tiêu theo. Nghèo tiền diệt nghĩa chớ nghèo tiền, nghèo người mến nghĩa nghèo người xa. Nghèo tiền có thể kiếm ra, còn nghèo viết nghĩa khổ mà lập thân. Nghĩa là tế thế an dân, giúp người hữu sự không cần lợi chi. Ngơ ngôn từ hoặc ở hành vi cũng đều có thể cứu nguy cho người. Phải nên tùy lúc tùy nơi dùng, để dùng viết nghĩa cho đời nhờ ra ở trong xã hội người ta. Rất cần lấy nghĩa để mà đối nhau, chỗ nào đạo nghĩa được cao thì là chỗ ấy xáo xào sẽ không. Đời càng lắm việc bất công thì là viết nghĩa càng trông cậy nhiều. Người càng giác ngộ bấy nhiêu, càng làm việc nghĩa thêm nhiều hơn xưa. Kẻ cho mình bực đãi thừa, xem thường việc nghĩa là chưa đúng đường. Nghĩa không kém tám đại vương, nếu cho việc nghĩa tầm thường là sai. Đạo cùng với nghĩa không hai, chia hai đạo nghĩa là sai đường lành. Đạo mà có nghĩa mới thành, nghĩa càng được rộng đạo lành càng tươi. Giữa người đối xử với người càng nhiều đạo nghĩa thì đời càng thanh. Muôn danh phải giữ chánh danh, nếu danh không chánh quả sanh đến mình. Chánh danh không kẻ não kình, tà danh dẫu có giữ gìn cũng tiêu. Chánh danh người đến khỏi kêu, tà danh gọi chẳng ai theo bao giờ. Chánh danh thiên hạ được nhờ, tà danh thiên hạ như cờ tống ôn. Chánh danh mới thật là khôn, tà danh chỉ gọi là phồng dại ngu. Ngu như kẻ khác uống dầu, ngu như lũ bướm bay vào đèn trong. Đều chỉ cay với lẽ công, mạnh như ông hạng cũng không lâu dài. Được quyền chớ có hiếp hại ai, hại người nhất định quyền quái không còn. Lấy tình của mẹ thương con, để thương người khác oán hờn sẽ không. Sống trong tâm đức đại đồng, trên không ai oan dưới không ai thù. Sáng đừng lừa gạt kẻ mù, không khôn đừng lợi dụng người ngu hơn mình. Gạt mù sẽ hóa ra manh, lừa ngu sẽ bị trở thành người ngông. Được thông dạy kẻ chưa thông, vui cùng đồng hướng khổ cùng đồng chia. Mẹ con tình ấy không lìa, người đâu cũng mến trời kia cũng chiều. Ở đây chẳng lửa nói nhiều, mấy lời trên đó làm theo quý rồi. Gặp khi đạo nghĩa suy đồi, khó tìm được kẻ thương người như thân. Thị thành cho đến thôn lân, người nào cũng muốn lấy dân làm nề. Cơm dân ăn uống no nê, ơn dân chẳng trả còn tề chặt dân. Thấy dân khổ bắt não nần,
ai người thiện chí cũng cần ra tay, không dân cũng chẳng có ai. Dân là trụ cột chớ dài đạp dân, người nào muốn được lập thân phải cần song sát với dân chớ rời. Lòng dân tức thị lòng trời, được dân ủng hộ thì đời thành công. Việc càng lớn tở núi sông thì càng phải sống được lòng nhân dân. Có dân theo kế bên thân, không cần phải có phép thần cũng nên. Nếu dân chẳng đứng kề bên phép thần, có cũng không nên công gì. Dân như là nước khác chi, nước không sẽ chẳng vật gì còn sanh. Những người muốn lập công danh mà không đoái tưởng dân lành thì nguy. Đến như các bậc từ bi xem thường sống chết, cũng vì chúng dân. Không dân thì đau chẳng cần, đau cần là bởi có dân trong đời. Chừng nào dân được thành thơi, đạo không cần mở Phật trời hết lo. Dân còn kẻ đói người no, đạo cần phổ biến để cho đồng đều. Đạo không chỉ miệng reo kêu, mà còn làm đúng để treo gương lành. Đời càng muốn diệt chiến tranh, đạo càng cố đóng hòa bình nhiều hơn. Đạo làm cho khắp nhân dân được cùng hòa hảo tinh thần Bắc Nam. Ý nguyện nếu chưa được khâm, thì người hiểu đạo chưa làm chi vui. Nghe lời Phật bắt bùi ngùi, thẹn mình chưa được xong rồi việc chi. Đôi dòng lệ bỗng lâm ly, trong lòng thấy nặng như chị muốn cân. Bao nhiêu hình ảnh xa gần, từ trong trí não lướt lần hiện ra. Tiếng dân đến tiếng mẹ già, vui cười thì ít, khóc la thì nhiều. Chỉ nghe đến cô bấy nhiêu, tự nhiên cảm thấy như thiêu đốt lòng. Phật Ngài như đã cảm thông, bảo rằng bình tĩnh nơi lòng ơi con. Mặc dầu kẻ biển người non, tâm kia cùng một tấc còn gặp nhau. Cảnh đời khe khắc giường bao, không mòn chí cả thế nào cũng nên. Người quên mình chớ để quên, tình kia chẳng mất nghĩa đền được. Xong con ơi nuôi chỉ đại đồng, chúng sanh đâu cũng một lòng thương yêu. Mặc dầu từ nguyện có nhiều, cứu dân xong cũng phải chiều thời cơ. Trước sau chỉ cách một giờ, ngược xuôi khác hẳn đâu ngờ ơi con. Xuôi thì muốn viết được tròn, ngược thì trăm sự vẫn còn bề nhê. Xuôi thì dễ bước ra về, ngược thì khó nối đường quê cho liền. Mình xuôi người cũng được yên, ngược mình thì kẻ cũng điên đảo đời. Tài hay cũng chẳng qua thời, thuyền to cũng phải xem trời mà đi. Trước sau lòng vẫn tự bi, tạo an thì được, tạo nguy thì đừng. Liệu khi để bước để dừng, tránh cho gánh khỏi nữa chừng gãi đi. Ngàn xưa cũng đã nhiều khi, nay đâu phải mới sơ kỳ ơi con. Đợi mùi thì trái mới ngon,
vội vàng hai lúc còn non chua lè hãng kỳ đã mong tở the. Nóng lòng mấy cũng nhớ đè ơi con, ân riêng sẽ được đáp tròn nghĩa chung nếu chẳng để mòn trong tâm. Nghe lời Phật dạy rất thâm nhớ ngay việc mấy ngàn năm qua rồi. Thấy ngồi nhưng chẳng phải ngồi đảo xong thì mỗi việc đời cũng xong. Nhờ ơn Đức Phật nhủ lòng gục mây liền vẹt bóng hồng lộ ra, động lòng nước mắt nhỏ xa. Cúi đầu bái Phật như là tạ ơn, xác phàm biết liệu sao hơn. Chỉ dùng lễ của khách trần đáp qua, trời mưa bỗng nặng thêm ra. Chừng như thai nhiệt trải qua cúng dường. Cảm ơn Đức Phật không lường đuốc thần chẳng rỗi thì đường đâu thông. Mắt phàm tuy thấy rằng không nhưng không ấy có thần thông vô cùng. Vách bao cửa đông bích bùng bóng nhiên như đã phá tung hồi nào. Tưởng mình trong giấc chim bao, cảnh không giống cảnh tạo đào thế gian. Phủ bao ánh sáng dịu dàng, một vị kim sắc kim quang đứng gần. Tiếng trong trẻo tở chuông ngân báo rằng sự già với chân xa gì. Khác nào đôi mắt nhắm đi nhắm thì thấy tối, mở thì sáng ra. Mở thì sáng thấy Di Đà, nhắm thì tôi thấy quỷ ma loạn vào. Thánh phàm nguồn cội như nhau, thật tâm ngó lại phía sau thấy liền. Ở trong tục sẵn có tiên, tiên không thấy được vì ghiền tục thân. Tỉnh ra Phật ở rất gần, còn mê Phật ở mấy tầng xa xôi. Tuần đời sắp hạ con ơi, Phật đang chờ đón những người tỉnh ra. Gần đây nơi cõi liên qua nhiều bóng sắp đã xếp thành tòa sen tươi. Nguyên do ở dưới trần đời nhiều người tu sắp về ngồi nơi đây. Dưới trần hương đốt một cây tòa sen, có một vựng mây bay vào. Tâm thanh sen được tươi màu, khởi tâm trọng trước sen xào héo ngay. Có sen tươi tắng mỗi ngày, có sen mới nở phút giây rồi tàn. Dòng tâm nơi chốn trần gian canh qua sen ở Phật đàn chuyển lai. Sen và người chẳng phải hay, cũng nên lấy đó khiến sai tâm hồn. Ác tiêu còn thiện được tồn, trái đường đạo đức xác hồn ra cho. Xác tiêu còn có thể lo, hồn tiêu biết thở não cho quần hồn. Kẻ trong thế giới càng khôn, biết lo xác cũng như hồn ít ai. Cứ lo những chuyện dông dài, tử sanh diệt lân ít ai lo lường. Bệnh đang hấp hối bên giường, thuốc không lo đến lo đường lợi danh. Biết không sống được trường sanh, mà không chịu bỏ tánh tình tham lam. Kể sao cho hết tánh phàm nết, dù đánh chết không làm sao quên. Bởi tham muôn quả gây nên, tánh tham chưa dứt
chưa yên sự đời. Đông Tây lỡ đất lòng trời do lòng tham của loài người tạo ra. Nhiều người người ở ngoài gian, trong tâm là giống yêu ma thú hầm. Xô nhau vào chỗ chết chùm ít, ai cởi mở gông cầm cho ai. Thấy người mắc nạn vỗ tay, không ra sức cứu những ai khốn nạn. Thừa cơn nguy lập giàu sang, ít ai nhân dịp rối loạn cứu dân. Có tài chỉ biết lo thân, chẳng lo giải cứu xa gần lúc nguy. Học hay mà ở vô nghì, đâu bằng thất học mà tri đạo màu. Tình đời dĩ kỷ quá sâu, bao nhiêu kiến thức đều chầu tánh tham. To quyền lớn chức rộng hàm, vị thân càng lớn lòng tham càng nhiều.